Cục Quản lý thị trường Khánh Hòa tăng cường kiểm tra hoạt động thương mại điện tử. Ngày 13 tháng 4 năm 2022, đội quản lý thị trường số 6 phối hợp cùng tổ thương mại điện tử của Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh sử dụng website thương mại điện tử www.garus.com.vn, mạng xã hội Facebook để hoạt động kinh doanh. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 12 cái mũ bảo hiểm, nhãn hiệu sát Helmus, xuất xứ Pháp, nhãn hiệu AGV, xuất xứ Trung Quốc, 43 chai nước hoa các nhãn hiệu CK3, Versace Bright Crystal, Versace Eros, CK In-Hai-U, Chanel đều do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tổng giá trị tăng vật vi phạm trên 46 triệu đồng. Đội quản lý thị trường số 6 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi kinh doanh mũ bảo hiểm nhập lậu, kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng, chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Tổng số tiền xử phạt 43.500.000 đồng, tịch thu tăng vật gồm mũ bảo hiểm, mỹ phẩm có tổng giá trị 46.800.000 đồng. Đồng thời, buộc cơ sở buộc thông báo địa điểm đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định. Tạm giữ 1.100 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Qua công tác nắm bắt thông tin, biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, ngày 14 tháng 4 năm 2022, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện 2 vụ việc đối tượng vi phạm sử dụng phương tiện xe mô tô ngụy trang vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Khi phát hiện lực lượng kiểm tra, đối tượng bỏ trốn để lại phương tiện và tang vật vi phạm. Cụ thể, vào lúc 03 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022, tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đội quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra hàng hóa được vận chuyển trên phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 60-23035 đang dừng bên lề đường chuẩn bị giao nhận thuốc lá. Đối tượng phát hiện lực lượng kiểm tra liền đạp đổ phương tiện và bỏ trốn, để lại tang vật và phương tiện. Qua kiểm tra phát hiện 500 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero được ngụy trang bằng vỏ lon bia cũ chung quanh thuốc lá. Cùng ngày lúc 05 giờ tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 65-F5984 đang dừng bên lề đường chuẩn bị giao nhận thuốc lá. Đối tượng phát hiện lực lượng kiểm tra liền đạp đổ phương tiện và bỏ trốn, để lại tang vật và phương tiện. Qua kiểm tra phát hiện 600 bao thuốc lá, 500 bao Hero, 100 bao giấy được ngụy trang trong sắc bao ni lông, sắc giấy cát tông. Đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ, niêm phong toàn bộ số tang vật nói trên để tiến hành thẩm tra, xác minh bổ sung tài liệu, thông báo tìm chủ sở hữu tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Thu giữ 750 kg đường cát nhập lậu. Nhận được tin báo, lúc 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2022, đội quản lý thị trường số 3 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp phát hiện điểm tập kết hàng hóa không có người trông coi tại khu vực chân cầu Sở Thượng thuộc khóm 1, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu. Qua kiểm tra, đội quản lý thị trường số 3 phát hiện toàn bộ hàng hóa nêu trên là đường cát do nước ngoài sản xuất với số lượng 750 kg. Đội quản lý thị trường số 3 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật. Đồng loạt triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại công văn số 472 trên TCQLTCNV ngày 4 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện trong toàn cục. Theo đó, các đội quản lý thị trường quản lý địa bàn sẽ chủ động phối hợp với các ngành chức năng như công an, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, kiểm tra 25 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương, gồm bia, nước giải khát, sữa chế biến, sản phẩm chế biến từ bột và tinh bột. Một số nội dung chủ yếu tập trung kiểm tra là điều kiện kinh doanh, điều kiện chung về sản xuất, kinh doanh, điều kiện vệ sinh cơ sở sản xuất, trang thiết bị dụng cụ, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm, hồ sơ công bố trên đăng ký bản công bố sản phẩm, hóa đơn chứng từ, nhãn hàng hóa, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, lấy mẫu gửi kiểm nghiệm chất lượng. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tác hại của việc sử dụng thực phẩm giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động cung cấp thông tin để cơ quan quản lý thị trường kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm. Chú trọng tuyên truyền trực tiếp thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, công bố công khai các trường hợp vi phạm theo quy định. Trong ngày đầu tiên khởi động tháng hành động 15 tháng 4 năm 2022, các đội quản lý thị trường đồng loạt ra quân kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, kết hợp tuyên truyền các quy định pháp luật, kiến thức an toàn thực phẩm, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 là tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.